Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, chương 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất
Phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chương 2. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí và lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cánh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bi-sôn. Ngã đó chảy quanh xứ Ha-vi-la là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chương 18. Kẻ nào ở riêng cách, tìm điều chính mình ưa thích, nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật. Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến nữa, và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nha. Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu, nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy. Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán. Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, và miệng nó chiều sự đánh đập. Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó, môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó. Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, và nó thấu đến ruột gan. Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hại. Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố, kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao. Tài vật người giàu ấy là cái thành kiên cố của người, trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao.
Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao, song sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình, nhưng trí bị nao sờn, ai chịu sao nổi. Lòng người khôn khéo được sự tri thức, và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết. Của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. Người tiên cáo nghe như phải lẽ, song bên đằng kia đến bèn tra xét người. Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng và phân rẽ những kẻ có quyền thế. Một anh em bị mít lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành giường ấy khác nào những chốt cửa đền. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu đáp lại cách sẵn sớm. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Chương 29. Gióp cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng: Ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi, khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiệt hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi, khi Đấng Toàn Năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi, lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi, khi tôi đi ra đến cửa thành sửa soạn chỗ ngồi mình tại phố chợ, các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi, và các người già cả đều trỗi dậy và đứng. Những quan trưởng kiêng nói và lấy tay bụm miệng, tiếng người tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà. Khi tai ai nghe tôi bèn xưng tôi có phước, mắt ai thấy tôi bèn làm chứng cho tôi. Ấy vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Kẻ gần chết chúc phước cho tôi, và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng. Tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Tôi đã như con mắt cho kẻ mù và như chân cho kẻ què. Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó, còn duyên cớ của kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng. Tôi bẻ gãy hàm kẻ bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng. Tôi bèn nói rằng: ta sẽ thác trong ổ của ta, ngày ta sẽ nhiều như hột cát. Rễ ta bò ăn dài theo nước, và cả đêm sương động trên nhành ta. Vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn, cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta. Người ta lắng tai nghe tôi chờ đợi, và làm thinh đặng nghe lời tôi bàn. Sau khi tôi nói, chúng không còn đáp lại. Lời tôi nói gội nhuần trên chúng như sương. Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, há miệng ra dường như hứng mưa muộn. Tôi mỉm cười với chúng khi chúng bị ngã lòng. Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ, ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chương 30. Song bây giờ kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo báng tôi, mà cha họ tôi đã khinh chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên tôi. Sức mạnh của họ đã hư bại rồi, vậy sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tong vì bị đói kém thiếu thốn, đi gậm cạp đất khô hóc từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ. Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây diên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người, người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm. Chúng phải ở trong trũng gớm ghê, trong hang đất và giữa các hòn đá. Chúng tru thét giữa bụi cây,
nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai. Chúng là con cái kẻ ngu xuẩn, cha họ chẳng tuổi tên, họ bị đuổi ra khỏi xứ. Còn bây giờ, tôi trở nên lời ca hát của họ, làm đề cho chuyện trò của họ. Họ gớm ghiếc tôi, xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm giuồng dây cung tôi và sỉ nhục tôi. Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi, cái nố lu la này dấy lên nơi tai hữu tôi. Chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi, song chẳng có ai đến tiếp cứu chúng. Chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự kinh khủng hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. Bây giờ linh hồn tôi tan ra trong mình tôi, các ngày gian nan đã hãm bắt tôi, đêm soi xương cốt tôi, làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát, năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống buồng, tôi trở nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Song trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng giơ tay ra sao? Hoặc đang cơn tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư? Chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến. Tôi trông cậy ánh sáng, tâm tối lại tới cho. Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ, các ngày gian nan xông áp vào tôi. Tôi đi mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. Tôi trỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu. Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu. Da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình, xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Vì cớ ấy, tiếng đờn cầm tôi trở nên tiếng ai bi, và đờn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu. Chương 31. Tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu tôi có ăn ở cách dối trá và chân tôi vội vàng theo trước gian dảo, nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi. Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chính đáng và lòng tôi đi theo con mắt tôi, nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi, nguyện tôi gieo và có kẻ khác gặt hái, nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi. Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi xây cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng. Vì điều ấy vốn tội trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng. Nếu tôi có khinh duyên cớ của tôi trai tớ gái tôi lúc chúng nó tranh luận với tôi, thì tôi sẽ làm sao khi Đức Chúa Trời trỗi dậy? Khi Ngài đến thẩm sát tôi sẽ đáp sao? Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao? Nếu tôi từ chối điều kẻ nghèo khổ ước ao, gây cho mắt người quá bụa bị hao mòn, nếu tôi có ăn bánh tôi một mình và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với, thật từ lúc tôi còn trẻ,
nó cùng lớn lên với tôi như con với cha. Còn người quá bụa, tôi đã nâng đỡ từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi. Nếu tôi có thấy người nào thác vì không quần áo, và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền, nếu lòng người không chúc phước cho tôi, và người không nhờ lông chiên tôi mà được ấm áp, nếu tôi có giơ tay hiếp kẻ mồ côi, bởi vì tôi thấy có kẻ phù trợ tôi trong cửa thành, nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác, và cánh tay tôi bị gãy rứt ra đi, vì sự tai họa từ Đức Chúa Trời giáng xuống làm tôi kinh khiếp, và trước mặt sự oai nghiêm Ngài, tôi nào làm chi được? Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng, và nói với vàng ròng rằng, ngươi là sự nương nhờ của ta, nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều, và vì tay tôi đã được lắm của, nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng, và mặt trăng mọc lên soi tỏ, nếu lòng tôi có thầm mê hoặc, và miệng tôi hôn gửi tay tôi, điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt, vì nếu làm vậy, tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Nếu tôi có vui mừng vì kết tàn hại kẻ ghét tôi, và hứng lòng khi tai vạ giáng cho nó, trái lại, tôi không cho phép miệng tôi phạm tội, mà lấy sự rủa xả trù ẻo nguyện hại mạng sống nó. Nếu các người nhà tôi chẳng có nói, ai sẽ tìm được người nào không được ăn no nê thịt súc vật người? Người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường, tôi mở cửa cho kẻ hành khách. Nếu tôi có che tội mình như Adam, mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng, tại vì tôi kinh hãi chúng đông và e sợ bị họ hàng khinh bỉ, đến đổi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa. Ôi, chớ chi có một người nghe tôi, này là dấu hiệu tôi ký. Nguyện đấng toàn năng đáp lời tôi, nguyện kẻ cừu địch tôi là một trạng từ. Tôi quả hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. Ác tôi sẽ thuật cho cừu địch biết số bước tôi, đến trước mặt nó như một vua chúa. Nếu đất tôi kêu cáo tôi, các dòng cài nó khóc với nhau. Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, làm khuấy khuất nguyên chủ nó cho đến phải chết mất, nguyện gai gốc mọc thay lúa miếng, và cỏ lùng thế cho lúa mạch. Đến đây hết lời của Gióp. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.